Ở phía trên của đường nét đứt, mình có một số ô vuông. Và chúng ta thấy mỗi thanh màu vàng này có chứa 10 ô vuông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và mình có hai thanh gồm 10 ô vuông như thế. Vậy mình có hai trục. Mình có hai trục và 1, 2, 3 đơn vị. Đó là ở phía trên đường nét đứt. Còn ở phía dưới thì sao? Mình có 1, 2, 3, 4 trục. Và mình có 1, 2, 3, 4, 5 đơn vị. Mình có 5 đơn vị. Như vậy, số đầu tiên gồm có hai trục và 3 đơn vị hay gọi là 23. Số thứ hai gồm có 4 trục và 5 đơn vị hay gọi là 45. Bây giờ những gì mình cần làm là cộng hai số này lại với nhau. Mình cùng làm nhé. Ta sẽ làm phép tính cộng số này với số kia, 23 cộng với 45. Ở đây mình có 3 đơn vị, còn ở đây có 5 đơn vị. Vậy khi cộng lại với nhau mình được 8 đơn vị. Để mình viết bằng màu xanh nhé. Bạn có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Và nếu chúng ta nhìn vào đây, khi các chữ số được viết theo hàng thì mình chỉ cần 3 đơn vị cộng với 5 đơn vị được 8 đơn vị. 8 đơn vị. 8 đơn vị. Bây giờ bạn có hai trục cộng với 4 trục sẽ được 6 trục. Mình sẽ sao chép và dán nó xuống dưới đây nhé. Như vậy mình có hai trục này. 2 cộng 4 là 6, như vậy 2 này. 4 và 4 này. 2, 4 và 6. 6. Như vậy mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6 chục. Mình có 6 chục. Như vậy, bạn có thể thấy khi cộng 23 với 45, chỉ cần cộng hàng đơn vị với nhau, 3 cộng 5 bằng 8. 3 đơn vị cộng 5 đơn vị được 8 đơn vị. Và cộng hàng chục 2 cộng 4 được 6 chục. Vậy mình được 68.